tình chị em có thể đạt được đến mức độ nào đây? Trong đêm tân hôn của chị gái, cô em lại lấy thuốc kích dục cực mạnh để cho chị uống. Là loại thuốc mà cả gái ngành uống vào cũng phải phát điên ấy. Quả nhiên, sau khi uống phải thứ thuốc tai hại kia thì cô chị đã bắt đầu thay đổi. Nếu con trai của trưởng thôn mà phát hiện ra cô chị Ram là người phụ nữ như vậy, thì chắc là sẽ chia tay luôn ấy nhỉ. Tại sao Ram lại đối xử tàn nhẫn với chị mình như vậy? Câu chuyện phải bắt đầu kể từ một tháng trước. Vào một ngày đẹp trời, Ram đang giao lưu võ công với cao thủ vô song trong làng. Bọn họ lần lượt là Son, người sử dụng khiên như Captain America, Tô, người luôn mang bên mình chiếc búa sắt, cuối cùng là Mo, anh chàng chuyên dùng độc. Cộng thêm Ram nữa thì bốn người này được mệnh danh là Đông Trùy, Tây Độc, Nam Thuẫn, Bắc Liên của làng. Nhưng ngược lại với tính cách mạnh mẽ, nghịch ngợm như đàn ông của Ram thì chị gái của cô, Ram lại là một người đẹp dịu dàng và khéo léo. Ngay cả người giàu nhất làng, hay như con trai trưởng thôn đều mê Ram như điếu đổ. Nhìn lại Ram thì mọi người đều nói cô không nữ tính chút nào. Vậy nên cả đời này Ram cũng sẽ không tìm được tấm chồng. Đương nhiên là Ram không phục với cách nói này rồi. Một hôm, trưởng thôn dắt theo con trai đi xem mắt. Nhìn thấy người đẹp như Ram ở trước mắt, anh chàng Phúc đã đờ người ra vì thích thú. Anh ta rất hài lòng với người con gái này. Nhưng cũng vào lúc đó, bỗng có một tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ. Đó là Ram, cô muốn thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ cho mọi người trầm trồ. Thế này thì có thứ nào chịu nổi được hả trời ơi? Trưởng thôn cũng như muốn dán hai con mắt lên người Ram luôn. Để có thể thắng được chị, Ram còn chuẩn bị một tiết mục văn nghệ nho nhỏ. Muốn nhổ nước bọt hay sao ạ? Nuốt vào trong rồi má ơi. Đỉnh vậy sao? Rõ ràng, phần biểu diễn này sẽ là điểm trừ của Ram, vì nó còn tệ hơn cả chữ tệ nữa. Ram không phục, cô quyết định cạnh tranh thẳng mặt với chị mình. Nào ngờ, Ram không những hiền lành, dịu dàng nết na mà cô còn biết luôn cả beatbox, ngoạn đầu đối thủ cũng được luôn. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp, gặp hồ nước nó bì và bì bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Hay, hay, cháy lên nào. Bắc Kim thang cả lang bí dợ, cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te, Bắc Kim thang cả lang bí dợ. Kết quả là rất rõ ràng, cô chị Ram đã giành phần hơn, thành công bước chân vào làm dâu nhà giàu. Ram quá đỗi thất vọng, dường như cô nhìn thấy ba bình rượu ngâm ở trước mặt. Thế nên Ram đã quyết tâm uống rượu giải sầu, uống một hơi cạn ba ly. Lúc đó bỗng có một anh chàng béo bán kẹo rong đi đến chỗ của Ram. Anh ta không nói không rằng, rất tự nhiên mà bắt đầu nhảy múa. Nhờ vào tí cồn trong người mà Ram cũng gia nhập vào hội nhảy này. Nhảy, nhảy đi, nhảy tăng, tăng, tăng. Thôi nhảy nhót gì nữa, về làm vợ anh luôn đi em gì ơi là em gì ơi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Đáng thương quá đi mất thôi. Ram đã đạt đến cảnh giới đi vào giấc mơ để kiếm đàn ông rồi này. Ram càng nghĩ lại càng bực cái mình. Tại sao chị mình thì lại được mọi người yêu quý như thế, đi đâu cũng có người thích. Nhưng vào một ngày đẹp trời, anh Châu có sức mạnh chiến đấu đỉnh nhất trong phim đã xuất hiện. Con trâu không thèm quan tâm gì hết, nó cứ lao thẳng, với tốc độ chạy 100m mà đuổi theo Ram. Sao mày lại đuổi theo tao? Ram từ đâu xuất hiện rồi nhảy lên lưng con trâu. Nhìn thì giống như cô đang thu phục con trâu. Nhưng đằng sau thì lại lén dùng kế để con trâu tăng tốc. Ram bảo chị mình nhảy vào bên đường. Ram cũng nghe theo, nhưng suýt chút nữa thì mất đi dung nhan xinh đẹp. Hóa ra đây hoàn toàn là âm mưu của Ram. Ram đã sớm khống chế con trâu, đã vậy còn đặt cho nó cái tên mỹ miều, anh Ngưu. Chẳng bao lâu sau, con trai của trưởng thôn kết hôn với Ram. Khi trăng lên và gió lớn thổi thì cũng là đêm tân hôn của hai người. Đây là cơ hội cuối cùng của Ram. Cô nghe nói là con trai của trưởng thôn thích Ram vì cô rất dịu dàng, thùy mị, nết na. Vậy nếu Ram uống thuốc kích dục mà mình chuẩn bị thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn hai người đó sẽ chia tay nhỉ? Quả nhiên, là do tác dụng của thuốc quá mạnh nên con trai của trưởng thôn đã bị dọa sợ. Thật là mạnh bạo, anh thích. Kế hoạch đến cuối cùng vẫn thất bại. Khi mà Ram cố gắng nghĩ ra đủ loại kế sách để phá chị mình thì trong thôn cũng xảy ra chuyện kỳ lạ. Đây là một nhóm cướp biển phù thủy. Dân làng tỏ ý thân thiện bằng cách nổ súng về phía chúng. Kết quả là viên đạn đi vào cơ thể lại bị đẩy ra ngoài. Mục đích đến đây của bọn chúng là muốn thu thập 7 trinh nữ sinh vào ngày thứ 7 thứ 5 của năm nhuận. Một khi việc này thành công thì thủ lĩnh của chúng sẽ trường sinh bất tử. Bọn cướp đã cầm sổ hộ khẩu của toàn thôn và đã xác định được người cuối cùng. Và người đó chính là Ram. Ngay cả mẹ và chị gái là Ram có chết cũng không chịu giao Ram cho bọn cướp. Để cướp được Ram, bọn cướp đã bắt cóc hết người nhà của cô đi. Ram đã đến tìm một nhà sư vì cô muốn cứu gia đình mình. Nhưng thầy lại bảo rằng đám phù thủy đó rất lợi hại, ông không đấu lại được. Chỉ có con dao thái thịt được thầy phù phép bằng phép thuật mới có cơ hội chiến thắng. Vị nhà sư đó còn tặng Ram một chiếc bùa hộ mệnh, có thể tránh sự chiếm hữu của linh hồn ma quỷ. Ram đã trang bị đầy đủ vũ khí, chuẩn bị lên đường. Sau khi chào tạm biệt với anh Ngưu, nhóm của Ram quyết định lần theo dấu vết và đuổi theo những tên cướp. Sau khi Ram đi, nhà sư mới chợt nhớ ra rằng vẫn còn một bảo vật khác chưa trao cho Ram. Nếu mà không có nó thì không thể nào đánh bại được đám cướp kia. Đây là cặp bi của những chú hổ đã được phù phép. Nhà sư đã dùng sức lực và tinh thần cả đời mình vào trong cặp bi này. Và giờ đây, ông quyết định tặng kho báu quý giá này cho bạn của Ram là Đông Trùy, Tây Độc, Nam Thuẫn.
cách sử dụng lại cực kỳ dễ, chỉ cần đốt lên là được rồi chứ muốn sao nữa. Còn đốt như thế nào thì như thế này này, có thế mà cũng phải hỏi. Giờ thì hay rồi, hai viên bi đốt mất một viên chơi chơi, còn một viên liệu có làm nên chuyện. Ở bên kia, Giam bị bắt cóc cũng không thể ngồi yên chịu trói thế này được. Cô muốn tự cứu mình. Giam vô tình nghe được rằng nếu Rem không còn Trinh, nếu thủ lĩnh quan hệ tình dục với cô ấy, hắn ta sẽ chết ngay lập tức. Nghe được chuyện này, Giam ngay lập tức nảy ra chủ ý. Cô lấy thuốc kích dục của Rem ra, rồi đổ vào rượu của tên thủ lĩnh răng đỏ. Thấy thuốc sắp phát huy tác dụng, Giam và những người khác bắt đầu diễn kịch. Lẽ nào bộ phim đến đây là phải kết thúc rồi sao? Không hề nha, mấy tên đàn em của răng đỏ đã kịp thời đến cứu mạng chó của hắn. Ở một diễn biến khác, Rem trên đường giải cứu gia đình đã gặp một ải khó. Cửa ải đó chính là đàn rắn hổ mang. Nhưng Rem đã có chuẩn bị từ trước, cô lấy lưu huỳnh ra và rắc nó xuống đất, thành công xử lý được đàn rắn. Mày làm cái trò gì vậy hả? Hít ke nhiều quá ngáo à. Vào ban đêm, Rem lại gặp phải anh chàng béo ở trong giấc mơ. Anh ta nhìn vào Rem, nhất quyết muốn làm cho cô một ly trà sữa trân châu thơm ngon, chan chứa yêu thương. Nhìn nè, đổ từ trên cao xuống nhé, em gái à, thấy anh đỉnh chưa? Hê hê, làm xong rồi nè, em gái, lại đây thưởng thức đi. Lẽ nào đây là trà sữa vị mới của hoàng đế hay sao? Rem đã không kịp tránh né, bỗng cô trượt chân ngã đúng vào vòng tay của anh béo. Há miệng ra nào, trà sữa thơm ngon của baby đến rồi đây. A lần chợt bừng tỉnh, hóa ra đây lại là một giấc mơ khác. Lúc này, Rem nhận thấy có người đang bước đến gần. Cô đã lắp sẵn cung tên, ngắm chuẩn vào mục tiêu. Này, con Rem, may là tao bắt kịp đấy nhé, không là toi rồi. Người đến chính là nhóm bạn thân của Rem. Lúc này, trời bỗng nhiên nổi sấm chớp đùng đùng, cảm giác sẽ có một trận mưa lớn. Tên cướp đã nói rằng nếu trước khi trời mưa mà vẫn chưa thấy Rem thì hắn sẽ giết người nhà của cô. Rem buộc phải làm cho trời ngừng mưa. Truyền thuyết kể rằng nếu một trinh nữ cầm theo một nắm xà thì trời có thể ngừng mưa. Rem bắt đầu làm phép, nhưng mưa không hề có dấu hiệu tạnh, ngược lại càng lúc càng mưa to hơn. Ngay khi mọi người tự hỏi liệu Rem có phải làm sai ở bước nào rồi không, thì Rem phát hiện ra đống này không phải là xả, mà lại là hành lá. Rem bắt đầu chuẩn bị lại rồi thử một lần nữa. Truyền thuyết quả nhiên là có thật, mưa ngay lập tức đã ngừng lại. Nhưng mà Rem cũng đã bị nữ thần khỉ ở dưới hòn đá nhập thân ngay sau đó. Cô bắt đầu co giật khắp người, hình như là nữ thần hiện thân rồi. Quả nhiên, Rem đã đứng phắt dậy và tự xưng mình là nữ thần khỉ. Bởi vì lúc làm phép thì Rem đã vô tình dẫm lên miếu thờ của bà ấy, nên giờ bà muốn trừng phạt Rem. May mắn thay, cô lại có một bùa hộ mệnh của nhà sư tặng. Trong thoáng chốc, nữ thần khỉ đã bị khống chế và Rem cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Mọi người lại tiếp tục lên đường. Khi đi qua một con sông, Rem chợt nhớ ra rằng có một con cá sấu khổng lồ cổ đại ở đây. Nhưng chỉ có một con cá sấu, mà con sông này lại lớn thế thì sao mà họ có thể đụng phải nó nhỉ, đúng không cả nhà của Kem? Khó khăn lắm mọi người mới lên được bờ, nhưng con cá sấu nào có bỏ qua. Rem dương cung và lắp mũi tên vào rồi thẳng tay bắn vào con cá sấu. Nhưng nó không hề bị thương, người vẫn không một vết xước. Không sao, thua keo này ta bày keo khác, lần một không được thì ta làm lại. Rem không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dương cung lên bắn. Rem vẫn muốn thử nhưng có nói gì thêm nữa thì Tô vẫn không chịu cho cô thử. Vào lúc cấp bách, anh Ngưu, được mệnh danh là có sức mạnh nhất trong phim cũng đã xuất hiện. Nhưng đến cả anh Ngưu cũng không phải là đối thủ của con cá sấu. Thấy anh Ngưu đang gặp nguy hiểm, Rem lại một lần nữa dương cung lên. Lần này, cô quyết định ngắm thẳng vào miệng của con cá sấu. Đừng mà, thứ mà cô ngắm chuẩn lại là mông của anh Ngưu. Đang đóng vai nhân vật mạnh nhất phim nên chút vết thương còn con này, thì sao ảnh hưởng được đến anh Ngưu? Nhưng Tô lại bị bắn trúng 3 phát vào mông, anh thì có sao đấy? Đồng bọn cũng toàn người mạnh mẽ, dứt khoát rút một lúc 3 chiếc mũi tên ra khỏi mông Tô. Nhưng điều hài hước lại ở chỗ, do chất lượng của mũi tên không được tốt lắm, nên khi rút ra cùng lúc thì vẫn có một mũi tên ở lại. Nhưng không sao hết, Tô là người có nội công thâm hậu, anh có cách riêng để đẩy mũi tên ra ngoài. Nỗ lực đầu tiên thất bại, Tô quyết định tăng lực đẩy thêm một chút. Ôi mẹ ơi, cứu tôi trời ơi. Tao xong rồi đó. Sau khi giải quyết xong, trận chiến quyết định bắt đầu. Để ngăn việc bại lộ danh tính, Rem cải trang đơn giản để che mắt bọn cướp. Cải trang đỉnh đến mức ngay cả chị gái ruột còn không nhận ra được. Ở một diễn biến khác, mọi người đã chọn cho mình đối thủ riêng. Đối mặt với bọn cướp phù thủy thì cần có phép thuật để đánh bại phép thuật. Son đã ăn chiếc răng hổ do vị nhà sự tặng, rồi anh nhanh chóng trở nên vô hình. Nhưng Tô lại hoàn toàn khác, một người đàn ông đích thực thì phải cứng rắn. Mày không nhấc nổi búa của tao đâu, trừ khi mày cầm tinh con hổ. Và sinh nào ngày 20 tháng 4. He he he. Hà, mày là. Không còn cách nào khác, Tô đành phải lấy răng hổ ra. Chiếc răng này của anh ta rất hữu dụng, sau khi ăn vào thì có thể sở hữu mình đồng ra rắt. Nhưng dường như họ đã bỏ qua một điều quan trọng. Tác dụng của răng hổ chỉ vỏn vẹn trong 3 phút. Hề hề, không đau chút nào. Có ngon thì nhào vô, tới luôn em ê. Ở bên kia, Mô phụ trách việc đốt viên bi của quý của con hổ. Nhưng những que diêm đều bị ướt hết, không thể châm nổi lửa. Mà bên này, Rem đã giơ con dao lên cao chuẩn bị bước cuối cùng.
Nhưng nếu không có sự trợ giúp của viên bi hổ thì dao quý cũng không cắt được da thịt của răng đỏ. Khi chiến đấu, răng đỏ đã tiện tay xé mùa hộ mệnh của Rem. Nữ thần thì lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Ở một diễn biến khác, Tô và Son cũng chiến đấu gần đến hồi kết. Bên này, Đêm đã được nữ thần thủy nhập thân, một mình cô chấp hết đám cướp. Quả nhiên là họ hàng xa của Monkey King, thân thủ phi phàm ghê. Lát sau, răng đỏ đã phát hiện ra trên đất có lá mùa hộ mệnh, và rồi hắn đã trấn áp thành công nữ thần khỉ. Thứ duy nhất còn lại để đánh bại tên cướp là con dao quý. Nhưng bắt buộc phải châm lửa lên viên bi của con hổ thì mới được. Lúc này, Tô bỗng nảy ra một kế, quyết định dùng gỗ để tạo ra lửa. Viên bi hổ cuối cùng cũng bốc cháy, và con dao cũng đã đâm thẳng vào ngực của răng đỏ. Sau đó, nhà sư đã dùng phép để xua đuổi nữ thần khỉ ra khỏi người Rem. Rem cũng đã tìm được anh chàng đẹp trai, người mà thích những cô gái mạnh mẽ. Bộ phim này có thể nói là không có thời gian cho khán giả nghỉ ngơi, cả quá trình đều là điểm gây hài. Thế nên là hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye!